Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn thân mến Ăn tiền trên cả xác chết Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên tiếng về vụ đường nhuệ ở Thái Bình Liên quan vụ dư luận nghi ngờ có tình trạng bảo kê chống lưng vụ vợ chồng của đại gia đường nhuệ Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định nếu có sẽ xử lý nghiêm Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu báo cáo kết quả bước đầu điều tra vụ án vợ chồng của đại gia Đường Nhuệ lên ban chỉ đạo 138 của chính phủ trước thời điểm 30 tháng 3. Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cùng nhóm giang hồ công ty Đường Dương ở Thái Bình còn bị phản ánh liên quan đến hành vi bảo kê dịch vụ mai táng, ăn chặn tiền, ngày trên xác chết. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ vợ chồng đại gia Đường Nhuệ, thời gian gần đây, việc công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai vợ chồng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương, Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, ngụ ở 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cùng với bốn đồng phạm về tội cố ý gây thương tích đang là thông tin được dư luận quan tâm theo dõi. Qua đó người dân đánh giá rất cao công tác điều tra những chiến công ban đầu của lực lượng công an tỉnh Thái Bình Người dân hy vọng cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hàng loạt các hành vi khác được cho là Đã xảy ra trong thời gian dài trước đó của cặp vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em ở đất Thái Bình Với các hoạt động như cho vay nặng lãi, bảo kê, mua bán bất động sản không minh bạch Thậm chí là ăn chặn trên cả sát người Liên quan đến vấn đề này Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ với báo Tổ quốc cho biết, công việc của ngành công an là đấu tranh với tội phạm nên ngay khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo ngay và liên tục đối với công an tỉnh Thái Bình. Hiện tại việc điều tra vẫn đang tiếp tục được triển khai, công tác điều tra được tiến hành một cách khẩn trương tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trước câu hỏi mà dư luận hiện đang rất quan tâm rằng liệu có vấn đề bảo kê chống lưng phía sau cho bằng nhóm đường nhuệ hay không, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Tô Lâm cho biết nếu quả thật có tình trạng này sẽ phải xử lý nghiêm. Sự việc đang được điều tra nếu có tình trạng này sẽ phải xử lý ngay, người dân có thể đặt nhiều tình huống nhưng tất cả đều phải được làm việc điều tra theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh. Đó là việc của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu như thế Nhưng thực tế ở ngoài xã hội thì xã hội đen và xã hội đỏ bắt tay nhau để kiếm ăn trên nỗi đau của đồng bào người dân Việt Nam suốt chiều dài của đất nước trên 63 tỉnh thành của Việt Nam Điều đó không có gì còn xa lạ đối với người dân Việt Nam theo điều tra, theo quy định của pháp luật và lực lượng công an đang tiếp tục điều tra các vụ án cần phải chấp hành các quy định trong quá trình điều tra để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho người dân để làm sao giảm được tội phạm trong xã hội. Đối với vụ việc đã xảy ra rồi thì phải khẩn trương đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định trước đó một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng thông tin hiện công an đang thực hiện điều tra vụ án Người này cũng nhấn mạnh hai đối tượng trong băng nhóm này là những đối tượng rất cộm cán, còn nhiều đàn em của chúng ở bên ngoài nên lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp để truy bắt. Hiện tại, công an tỉnh đang tập trung củng cố các chứng cứ liên quan đến vụ án gây thương tích, tiến hành bắt giữ tất cả những trường hợp có liên quan để điều tra. Còn những vấn đề vụ việc khác thì sẽ tiếp tục nghiên cứu sau. Vụ việc được phát hiện qua đơn tố giác của hai người bị hại. Nhưng thực tế chúng tôi đã có chủ trương sự chủ động xử lý từ trước, vị lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình này nói. Còn về việc liệu có cán bộ chống lưng bảo kê cho băng nhóm này hoạt động hay không, lãnh đạo công an cho hay hiện lực lượng công an và anh em đang tiến hành điều tra tích cực với tinh thần là làm kiên quyết, đúng pháp luật, tội đến đâu sẽ bị xử lý đến đấy và chắc chắn sẽ không có ai can thiệp trong vụ việc này. Dư luận đặt ra giả thiết là nếu như có chống lưng bảo kê cho băng nhóm đường nhuệ là có lý nhưng phải chứng minh hành vi xem có việc này hay không nên chưa thể trả lời được việc này. Hiện anh em đang tiến hành điều tra tích cực với tinh thần làm kiên quyết đúng pháp luật. Tội đến đâu sẽ xử lý đến đấy và chắc chắn sẽ không ai can thiệp được việc này. Đại diện cho công an tỉnh Thái Bình cho hay. Thiếu tướng Lê Văn Cương không có quan chức bảo kê thì ai dám ngông nghênh liên quan đến vụ việc này thiếu tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện chiến lược bộ công an cũng có những chia sẻ đáng chú ý theo thiếu tướng cương việc một số quan chức tỉnh lãnh đạo các bộ ngành bảo kê cho doanh nhân công ty tư nhân trong các hoạt động làm ăn kinh doanh là không hiếm bởi nếu không có quan chức bảo lãnh thì ai dám ngông nghênh thiếu tướng lê văn cương nêu vấn đề theo Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, trên thực tế một số vụ việc có tính chất bảo kê cũng đã được đem ra xử lý. Gần đây nhất là vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C-50. Còn đối với băng nhóm đường nhuệ, tôi đặt câu hỏi là tại sao những nhân vật này hoạt động công khai như cho vay nặng lãi, bảo kê, mua bán đất, bất động sản không minh bạch, trong thời gian lâu như vậy mà không bị xử lý sớm, Thiếu tướng Cương nêu nghi vấn. Theo tôi vụ việc xảy ra trên địa bàn quận, huyện hoặc tỉnh thì phải xác định rõ trách nhiệm của những người đứng đầu. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình phải có trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới xem xét xử lý việc này. Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an lưu ý. Tối ngày 14 tháng 4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình. trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ BCD 138 yêu cầu làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật đối với đối tượng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết theo phản ánh của các cơ quan báo chí đối tượng Đường Nghệ tức Nguyễn Xuân Đường trú tại thành phố Thái Bình cũng cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự gây ảnh hưởng bức xúc trong dư luận và xã hội đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã kịp thời khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng để điều tra đối với hành vi cố ý gây thương tích của nguyễn xuân đường và đồng phạm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban phòng chống tội phạm của Chính phủ nêu rõ. Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của các đối tượng, Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này. Đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Ông Trương Hòa Bình chỉ đạo. Kết quả điều tra bước đầu được báo cáo lên ban chỉ đạo 138 của chính phủ qua thường trực ban chỉ đạo trước ngày 30 tháng 4 để tập hợp báo cáo lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ ăn chặn cả trên xác chết. Sau khi vợ chồng đại gia Đường Nhuệ, ông Nguyễn Xuân Đường và bà Nguyễn Thị Dương vốn nổi tiếng ở đất Thái Bình với hoạt động kinh doanh tín dụng đen cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê, mua bán bất động sản, dịch vụ mai táng, bị bắt, xuất hiện hàng loạt đơn tố cáo phản ánh của băng nhóm này còn có hành vi bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tức ăn chặn ngay trên xác chết, hành vi vô cùng côn đồ và vô nhân đạo. Cụ thể, kể từ năm 2017, tại Thái Bình có hàng chục doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng phải đóng tiền hàng tháng cho băng nhóm của Đường Nhuệ để thực hiện dịch vụ hỏa táng. Theo lời kể của bà L, chủ một cơ sở mai táng ở thành phố Thái Bình chia sẻ với báo Thanh Niên, kể từ năm 2014 đến 2016, doanh nghiệp của bà ký kết với Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thanh Bình ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, do công ty cổ phần Hoàng Long làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2017, hoạt động của doanh nghiệp đều đặt dưới sự điều phối của bằng nhóm Đường Nhuệ. Cụ thể, các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều được chia khu vực địa bàn để hoạt động. Trong đó, mỗi doanh nghiệp chỉ được thực hiện dịch vụ tại khoảng 10 xã và không được xâm phạm lãnh địa của nhau. Khi đưa một người chết đi thiêu doanh nghiệp phải báo tên tuổi thời gian địa điểm cho nhóm của đường nhuệ gọi là báo ca rồi định kỳ mỗi tháng hai lần đóng tiền cho bằng nhóm này mức thu được ấn định là 500.000 đồng trên một đầu người khi đem đi hỏa thiêu trước đó họ buộc chị phải ký vào biên bản viết tay thể hiện doanh nghiệp nộp 500.000 đồng cho một thi thể đưa đi hỏa thiêu là tự nguyện làm từ thiện nhưng họ quản lý sử dụng số tiền này ra sao thì chị không được biết Bà L cho biết Vị này cũng cho rằng thực chất khoản tiền này là tiền ăn chặn trên xác chết bởi sau đó doanh nghiệp làm dịch vụ mai táng phải thu thêm từ thân nhân gia đình người đã khuất khoản chi phí theo dịch vụ để nộp cho nhóm đường nhuệ. Theo lời của bà L, cùng nhiều tin nhắn minh chứng gửi cho nhóm báo ca của đường nhuệ, việc doanh nghiệp phải nộp tiền là theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường. Ban đầu đích thân đại ca đường nhuệ sẽ cùng với đàn em gặp gỡ doanh nghiệp và đe dọa sau khi các doanh nghiệp đều phục tùng nghe thép thì đàn em tay sai của hắn sẽ đứng ra quản lý phụ trách những khâu còn lại cũng giống như bà L ông C đại diện một doanh nghiệp làm dịch vụ mai táng ở Thái Bình cũng xác nhận từng cầm điện thoại nhận tin nhắn báo ca hỏa táng từ các dịch vụ tang lễ để tổng kết và thu tiền giúp nhóm đường nhuệ Tôi làm cho đường hai lần tổng kết vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng âm lịch. Mỗi ca hỏa táng cơ sở mất 500.000 đồng. Đến ngày nộp tiền sẽ tổng kết tin nhắn để tính toán. Tôi thu giúp đường một lần 82 triệu và một lần là 83 triệu. Chính tôi hàng tháng cũng phải cầm 45 đến 50 triệu đồng của công ty mình đi nộp việc này. Có thật vì kế toán xuất hóa đơn ghi rõ nộp tiền ca ít nhất mỗi tháng Đường thu được 150 triệu đồng tiền ca dòng dã trong suốt 2 năm Ông C cho biết Còn bà L cũng khẳng định dù biết phải phục tùng băng nhóm đường nhuệ là rất vô lý Nhưng không ai dám chống đối Giao nhận tiền chỉ là có quyển sổ để báo nhau thôi Bọn chị làm gì có giấy tờ Bọn chị không bao giờ dám báo sai ca Sai là chết luôn bởi họ có chân dết để kiểm soát rất chặt Vi phạm lần đầu thì nó lấy một xã Lần hai thì nó cho nghỉ làm luôn Nên không ai dám vi phạm Bà L nhấn mạnh Còn về phần ông C Vị này cho biết băng nhóm của đường nhuệ Sẵn sàng cho người đi đe dọa hành hung Đập kính xe máy táng của những cơ sở Dám có ý kiến Hay không báo ca hoặc chống đối Họ nói công an Họ nói công khai luôn rằng ai làm mà không báo ca thì treo kèn, tức là không thể làm nữa có nhiều dịch vụ đã phải nghỉ rồi. Ông C thông tin ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Long, đơn vị đang quản lý đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình ở Nam Định, cho biết trong giai đoạn 2016 đến 2017 để phát triển địa bàn đã ủy quyền cho công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ báo ca cần hoạt táng, báo ca về cho Hoàng Long. Từ cuối tháng 12 năm 2017, Nguyễn Xuân Đường bắt đầu chèn ép đánh đập nhân viên buộc công ty Thành Phát dừng hoạt động để nhóm của Đường Nhuệ độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình. Cũng theo ông Trần Đình Giao, khi nhóm giang hồ Đường Nhuệ đòi độc quyền nhận các ca hỏa thiêu, ban đầu ông không đồng ý thì lập tức các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ mai táng đã không được vận chuyển thi thể sang Nam Định để hỏa thiêu mà phải rời sang Hải Phòng. Điều này khiến giá dịch vụ hỏa thiêu tăng cao lên nhiều lần người dân phản ứng. Người dân tại tỉnh Thái Bình phản đối nói nếu bắt sang Hải Phòng họ sẽ chôn cất không hỏa táng nữa nên đường cho họp các dịch vụ mai táng và tang lễ nói cho quay lại Nam Định và chúng tôi phải đóng văn phòng. Ông Trần Đình Giao cho biết đồng thời khẳng định đã phản ánh những tố cáo này lên công an tỉnh Thái Bình để điều tra xác minh. Với những hành vi ấy lấy thịt đè người coi trời bằng vung như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua, Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu có hay không thế lực đứng ra chống lưng cho đôi vợ chồng đại gia này tha hồ lộng hành làm chùm ở quê lúa Thái Bình Đường Nhuệ được một số lãnh đạo công an thành phố Thái Bình chống lưng Có việc một số lãnh đạo công an thành phố Thái Bình chống lưng cho đại gia Đường Nhuệ để đến cán bộ công an cũng phải kêu cứu vì gia đình bị nhóm giang hồ của đại ca Nguyễn Xuân Đường ức hiếp và hãm hại phải ngồi tu. Anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ công an phường Phúc Khánh đã gửi đơn tố cáo đích danh một số người là lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình với hành vi chống lưng bảo kê cho bằng nhóm đường nhuệ. Liên quan đến vụ án này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Phó trưởng ban Dân Nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cần điều tra làm rõ những hành vi sai trái của nhóm giang hồ đường nhuệ nếu chính quyền và công an tỉnh thái bình chưa thể làm rõ thì cần có bộ công an các cơ quan trung ương vào cuộc điều tra đến cùng trả lời dư luận và nhân dân về việc có hay không nhóm lợi ích hay những người đứng sau bảo kê che chống lưng cho vợ chồng nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương tha hồ lộng hành ở đất lúa thái bình Đồng thời, tối ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 nghi can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ở Thái Bình bắt 4 nghi can là cán bộ nhân viên liên quan đến vụ đường nhuệ. Công an tỉnh Thái Bình có thông báo Thông cáo báo chí tối ngày 16 tháng 4 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị, bị can và bắt tạm giam cũng như khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với 4 nghi can là cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan ban ngành của tỉnh, cụ thể là Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương ngày 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều hành điều điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 356 bộ luật hình sự. Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình cho biết. Bốn bị can vừa bị bắt có bao gồm Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Ông Hiệp là giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ông Thành là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Tỉnh Thái Bình. Trịnh Thị Minh Thúy sinh năm 1970 trú tại tổ 5 phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình. Bà Thúy là trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình. Hà Văn Dũng sinh năm 1984 trú tại tổ 9 phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình. Ông Dũng là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình. Theo Công an tỉnh Thái Bình, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quy định và lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật Thượng tá Vương cho biết. Vụ đường nhuệ đánh người ngay trụ sở công an mà sao không biết bị can. Trước đó, qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, đồng thời hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5 tháng 7 năm 2015 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm để điều tra lại. Thương tá Nguyễn Quốc Vương, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện Công an tỉnh đang theo dõi sát sao vụ việc cũng như chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình, thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với với Viện kiểm sát nhân dân thành phố tập trung điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Tài liệu điều tra bước đầu ghi nhận nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, trú tại Đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình Và con trai là Mai Thế Duy, 33 tuổi, bị thương tích với tỷ lệ 15% Nhận được thông tin trên, bà Đinh Thị Lý tỏ ra vui mừng cho rằng đây là kết quả Và cũng là ti hy vọng để cho danh bà tìm được công lý sau nhiều năm Trời kiên trì chạy vậy khắp nơi để kêu cứu, gửi đơn, tố cáo đến các cấp, ngành khác nhau Bà Đinh Thị Lý cho biết trước ngày xảy ra sự việc bà đã gọi điện cho Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ để đề nghị người này bảo đàn em mang trả lại chiếc xe máy đã lấy cắp của gia đình mình. Bà Lý cho biết qua hình ảnh trích xuất từ camera bà nhận ra người ấy chính là đàn em của Đường Nhuệ. Ngay sau đó nhà bà Lý bị một nhóm người lạ mặt xăm trổ kéo đến dọa dẫm chửi rủa. Bà phải gọi điện trình báo công an phường Trần Lãm và cảnh sát 113 đến để giải cứu yêu cầu. Nhóm này rời khỏi nhà của bà. Khi lực lượng công an đến thì họ rút ra nhưng suốt đêm đó họ vẫn đứng bên ngoài chửi bới thỉnh thoảng còn ném đồ vật vào nhà tôi. Nhiều người hàng xóm không hiểu chuyện gì nghĩ gia đình tôi lừa đảo tiền bạc gì đó của người ta nên mới bị như vậy. Bà Lý chia sẻ với báo Tuổi trẻ. Ngày 18 tháng 1 năm 2014 khi bà Lý cùng với con trai là anh Mai Thế Duy chuẩn bị đến công an phường Trần Lãm để trình báo việc mất xe máy thì một người phụ nữ có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với bà từ trước cũng đã xuất hiện, đồng thời đề nghị cùng đi lên công an phường để giải quyết. Bản chất tôi là người phụ nữ kia mâu thuẫn chuyện tiền bạc tại Hà Nội chứ không liên quan gì ở Thái Bình. Tôi cũng không có nợ lần gì với bà ta và cũng chưa có quen biết đường nhuệ, nhưng không hiểu sao họ lại đến đe dọa bắt tôi phải trả nợ. Hôm tôi và con trai lên công an phường thì họ cũng đi theo, bà Lý nói. Khoảng 7 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2014 khi đến phòng tiếp dân của công an phường Trần Lãm, bà Lý thấy có một cán bộ công an đang trực tại đây. Sau đó ít phút người này ra khỏi phòng và đường nhuệ cùng với đàn em Giang Hồ từ bên ngoài đi vào. Khi cánh cửa phòng tiếp dân của công an phường được khép lại thì Đường Nhuệ cùng với đàn em ở bên trong lại chửi bới dọa sẽ giết cả nhà rồi ngang nhiên hành hung mặt chúng tôi kêu cứu. Bà Lý nhớ lại. Hậu quả của việc anh Duy bị đánh vỡ xương hàm mặt phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Trưng cầu giám định pháp y cho thấy anh Duy bị thương tật 15%. Bà Lý cho biết một ngày sau buổi ra phường nhà bà lại bị băng nhóm trên chửi rủa đập phá camera. Công an thành phố Thái Bình sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 5 tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên, 6 tháng sau tức ngày 5 tháng 7 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ để điều tra vụ án hình sự liên quan với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra. Đáng chú ý, quyết định này được ký bởi thiếu tá Cao Giang Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình. Khi đó, sự việc các nhân chứng vật chứng rõ ràng còn xảy ra ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm nhưng cơ quan điều tra không tổ chức thực nghiệm hiện trường mà vội vàng kết luận chưa xác định được bị can trong vụ án là quá vô lý. Phải chăng có dấu hiệu bao che dung túng cho tội phạm? Bà Lý đặt câu hỏi. Được biết hơn hơn được biết hơn 5 năm qua bà Lý đã gửi đơn kiến nghị kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương nhằm bảo vệ quyền lợi cho mẹ con mình. Đường nhuệ đánh người tại trụ sở cựu trưởng công an phường lại không biết. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Công Tản nguyên trưởng công an phường Trần Lãm cho biết vụ án trên đã xảy ra từ nhiều năm trước và bản thân ông cũng không nhớ chi tiết cụ thể. Ông Tản cho biết khi đó ông đã có báo cáo với công an thành phố Thái Bình. Ông cũng yêu cầu phóng viên liên hệ với trung tá Cao Sang Nam phó trưởng phòng công an thành phố Thái Bình để xin báo cáo ông từng viết nhiều năm trước. Về việc bà Lý cho rằng bà đã hô hoán công an can thiệp lúc bị đường nhuệ hành hung Tuy nhiên không có ai có một động thái gì Ông Trần Lám phủ nhận Câu cứu là của bà Lý nói còn thực sự không có việc đó xảy ra Thời điểm đó chúng tôi đang giao ban trên tầng nên không nắm được điều gì Khi chúng tôi xuống bà Lý nói còn của bà là Nguyễn bị Nguyễn Xuân Đường và nhiều tay chân đánh Việc bà Lý cứu, kêu cứu sau khi mở cửa là không có. Tại đơn vị nếu giả sử chúng tôi biết mà không can thiệp thì khác nhưng chúng tôi không biết việc đó. Cả một đơn vị mà việc xảy ra như vậy, chúng tôi biết nhưng không có ý kiến là hoàn toàn không đúng. Nguyên trưởng công an phường Trần Lãm, Trần Tịnh. Khi được hỏi về phải chăng đường nhụy và đàn em đã rời hết khỏi trụ sở khi ông tản họp giao ban xong từ trên tầng đi xuống, ông trả lời dứt khoát. Việc đó tôi không quan tâm. Liên quan việc đó cứ gặp anh Nam, Phó trưởng công an thành phố Thái Bình trả lời, cần thiết xin báo cáo của tôi để nghiên cứu. Ông cũng phủ nhận việc ông đứng ra đề nghị giảng hòa giữa bà Đinh Thị Lý và Đường Nhuệ sau vụ việc. Ông Tản lý giải công an thành phố Thái Bình sau khi được báo cáo và tiếp nhận hồ sơ vụ việc tiếp nhận các bên liên quan, đồng thời đưa con trai bà Lý là anh Mai Thế Duy đi giám định thương tích phải 5 đến 7 ngày sau mới có kết quả không có chuyện tôi đứng ra giảng hòa, tôi có được làm việc đó đâu. Công an Thái Bình yêu cầu làm gì thì chúng tôi làm đó, vì xảy ra ở đơn vị tôi, đó là nguyên tắc điều tra và làm việc. Liên quan đến cán bộ đơn vị tôi thì cán bộ và công an thành phố giải quyết mới khách quan được. Ông Tản nhấn mạnh về phần mình. Trung tá Cao Giang Nam phó trưởng Công an thành phố Thái Bình chỉ nói ngắn gọn rằng trước đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó do chưa đủ cơ sở nên đã tạm đình chỉ, khi nào có đủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý. Cán bộ công an cũng kêu cứu có lãnh đạo công an tỉnh thành phố Thái Bình chống lưng. Không chỉ với trường hợp của mẹ con bà Lý, anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ công an phường Phúc Khánh thành phố Thái Bình cũng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp đến cơ quan chức năng về những hành vi của băng nhóm Đường Nhuệ từ năm 2017 đến nay. Tôi là cán bộ công an nên luôn chấp hành chủ trương kỷ luật của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong vụ việc này tôi buộc phải đứng đơn để tố cáo. Mình không bảo vệ được người thân của mình thì sao bảo vệ được người dân? Anh Hà thông tin với báo Thanh Niên Theo đó đầu năm 2017 bố mẹ anh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết Tức ông bà Nguyễn Văn Lẫm và Nguyễn Thị Quyết Có vay của vợ chồng Đường Nhuệ 1,7 tỷ đồng với lãi suất 2.000 đồng trên 1 triệu một ngày Tuy nhiên do việc kinh doanh gặp khó khăn nên ông bà Lẫm đã xin Đường Nhuệ cho trả dần. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2017, Đường Nhuệ đã dẫn theo hàng chục đàn em mang hung khí tới chiếm giữ trụ sở công ty Lâm Quất. Hôm sau, đàn em của Đường Nhuệ cũng đuổi hết công nhân của công ty tới làm việc. Ông Lẫm sau đó đã gọi điện thoại trình báo với công an thành phố Thái Bình. Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2017, công an địa phương cũng cán cùng với cán bộ công an thành phố Thái Bình tới lập biên bản với nội dung trục xuất những người lạ mặt, tức đàn em của Đường Nhuệ ra khỏi trụ sở của công ty bàn giao nhà xưởng cho hai người chú của anh Hà trông coi. Mặc dù vậy, theo anh Hà, việc trục xuất chỉ là trên giấy tờ, trong khi thực tế đàn em của Đường Nhuệ vẫn tiếp tục chiếm giữ doanh nghiệp. Những ngày sau đó, Đường Nhuệ liên tục gọi điện đe dọa bức ép bố mẹ tôi phải bán lại công ty để trừ nợ, nếu không thì trốn đi, chứ về Thái Bình gặp ở đâu chúng nó sẽ đánh ở đó, sẵn sàng cho đàn em đánh giết rồi sau đó nuôi ăn ở trong tu. Anh Hà kể và cung cấp đoạn chứng thực sự việc trên. Anh Hà cho biết băng nhóm của Đường Nhuệ chỉ chịu rút khỏi công ty sau gần 20 ngày chiếm đóng sau khi gia đình anh tố cáo nhiều nơi. Những kẻ giang hồ thậm chí còn đập phá nhà xưởng cho người cướp đi toàn bộ máy móc, công cụ sản xuất, đồ gỗ và các thành phẩm của công ty trước khi rời khỏi xí nghiệp. Hành vi của nhóm đường nhuệ đã đẩy doanh nghiệp của bé, bố mẹ tôi vào đường cùng, không thực hiện tiếp được các hợp đồng kinh tế đã ký kết, đồng thời đẩy 27 lao động của công ty mất việc gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Anh Hà chia sẻ. Gia đình ông Lẫm sau đó đã tiếp tục tố cáo hành vi chiếm giữ, đập phá, lấy tài sản của doanh nghiệp tới các cơ quan tố tụng Tuy nhiên sau hơn 5 tháng điều tra ngày 29 tháng 3 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình kết luận rằng không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Đến tháng 4 năm 2018 khi còn đang trong quá trình tố cáo về hành vi của nhóm đường nhuệ lên cấp cao hơn thì Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 6 năm 2019, ông Lẫm bà Quyết bị tuyên phạt lần lượt là 14 và 13 năm tù. Bố mẹ tôi bị khởi tố kết tội vì liên quan đến việc vay nợ của người khác, một sự việc dân sự thì họ biến thành hình sự, trong khi sự việc của gia đình đang là hình sự lại xác định không có dấu hiệu tội phạm. Anh Hà bức xúc. Theo anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, bản thân anh đã gửi đơn tố cáo đích danh một số người là lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình về hành vi chống lưng cho băng nhóm đường nhuệ. Công an, bộ công an phải làm tới cùng ai bao che bảo kê cho đường nhuệ liên quan đến vụ án điều tra vợ chồng đại gia đường nhuệ của công an tỉnh Thái Bình. Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa chia sẻ với báo giới cho biết, thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh hàng loạt khuất tất trong hoạt động của băng nhóm đường nhuệ, cùng những mập mờ trong đấu giá đất đai trong vay nặng lãi bảo kê thầu tóm đất vàng, dịch vụ mai táng suốt một thời gian dài. Ông Phạm Văn Hòa cũng nêu vấn đề tại Thái Bình vì sao ổ nhóm tội phạm của Đường Nhuệ đã tồn tại lộng hành suốt hơn 10 năm qua nhưng lại không hề bị xử lý dù có nhiều đơn thư tố cáo đến vậy. Ở đây liệu có dấu hiệu bảo kê chống lưng cho sai phạm hay nhóm lợi ích hay không? Cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, sớm trả lời thắc mắc của dư luận nhân dân. Băng nhóm của vợ chồng Đường Nhuệ được thực hiện hành vi sai phạm kéo dài như thế mà tại sao cơ quan chức năng lại bỏ qua? Tới giờ này vẫn còn tồn tại. Cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình phải vào cuộc quyết liệt. Nếu có những dấu hiệu sai phạm chống lưng như dư luận phản ánh thì phải xử lý nghiêm, dù đó là ai, ở cương vị nào. Ông Phạm Văn Hòa nhấn mạnh nếu ở cấp cơ sở, địa phương phải đủ thẩm quyền để xử lý, Bộ Công an cần vào cuộc để đấu tranh với nhóm tội phạm trong vụ án này. Đồng quan điểm này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an trước đó cũng đã chia sẻ trước hết bộ máy của tỉnh từ kiểm tra, thanh tra tới công an phải phối hợp vào cuộc để xem ai chống lưng cho bằng nhóm này hay không. Công an phải công khai kết quả cho gần 2 triệu người dân Thái Bình và 100 triệu người dân Việt Nam được biết. Ông Bí Thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có đáng bị xử lý kỷ luật không trong phạm vi đơn vị hành chính của mình? quản lý lại để cho băng nhóm xã hội đen lộng hành như vậy. Thiếu tướng Lê Văn Cương nêu vấn đề đồng thời đề nghị cho các cơ quan trung ương như Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Thành tra Chính phủ, Bộ Công an cần tổ chức kiểm tra đánh giá việc ở Thái Bình cũng như yêu cầu thường vụ tỉnh ủy Thái Bình báo cáo chỉ đạo làm rõ sự việc. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện và Quốc hội nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về lực lượng chức năng phụ trách công tác phòng chống tội phạm, đồng thời cho rằng phải làm sâu sát, làm rõ, đầy đủ các việc đường nhuệ theo phản ánh của người dân từ trước tới nay chứ không chỉ có vụ đánh người gây thương tích. Phải kiểm điểm lại xem từ trước đến nay có phải đã có những thông tin tố giác tội phạm mà cơ quan công an làm không làm thì phải xem xét trách nhiệm của những người lãnh đạo tại thời điểm đó Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Dưỡng khẳng định Mối quan hệ cộng sinh giữa băng đảng, cộng sản đỏ và xã hội đen Những ngày vừa qua truyền thông nhà nước, cộng sản và mạng xã hội đưa tin về vụ chuyện vợ chồng tay anh chị được Đường Dương ở đất Thái Bình bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau đó hầu hết các báo chí trong nước và mạng xã hội đều thắc mắc là làm sao mà băng nhóm xã hội đen do vợ chồng Đường Dương cầm đầu có thể hoạt động phạm pháp hơn 10 năm ở thành phố Thái Bình. Họ đã gây ra biết bao nhiêu bức xúc, tội ác cho người dân và doanh nghiệp địa phương đã có không biết bao nhiêu đơn thư tố cáo nhưng đã đều chìm vào quyền lãng. Câu hỏi là có hay không sự bảo kê của ngành công an tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương? Tôi có thể khẳng định rằng Việt Nam là một chế độ chuyên chế một nhà nước công an trị bởi vậy ngành công an được trao quyền lực tuyệt đối trong việc quản lý giám sát người dân và doanh nghiệp đương nhiên những hoạt động của băng nhóm xã hội đen băng nhóm tội phạm thuộc mọi lĩnh vực thì họ nắm rất chắc nhưng tất cả các băng nhóm xã hội đen có thể tồn tại và lộng hành thì đều phải có sự bảo kê của các băng nhóm xã hội đỏ có thể gọi là nhóm lợi ích chúng hãy xem Thế nào là băng đảng xã hội đỏ, băng đảng xã hội đen? Băng đảng xã hội đỏ có các nhóm lợi ích như ngành công an có sự tham gia của các quan chức đảng và chính quyền. Còn băng nhóm xã hội đen đó là những kẻ giang hồ tội phạm trong cấu kết với nhau thành tổ chức để thực hiện những việc làm ăn phi pháp, bất chấp pháp luật. Trong chế độ cộng sản ở Việt Nam thì các băng đảng xã hội đỏ và xã hội đen có những mối quan hệ sinh sống với nhau mối quan hệ này rất khăng khít đôi bên cùng hưởng lợi đôi bên cùng tương hỗ cho nhau cùng phát triển các băng đảng xã hội đen chấn lột cướp bóc tài sản của người dân doanh nghiệp nhà nước để làm giàu đồng thời chúng hối lộ cho các băng đảng xã hội đỏ để được bảo kê khi nào thì các băng đảng xã hội đen bị tiêu diệt khi băng đảng xã hội đỏ tại địa phương đang bảo kê thất thế nghỉ hưu chuyển sang phụ trách các công tác và những quan chức Bộ Công an mới được bổ nhiệm. Các quan chức công an này sẽ thiết lập một băng đảng xã hội đỏ mới và băng đảng xã hội đỏ mới muốn thiết lập một trật tự mới cho các đăng bảng các băng đảng xã hội đen mới bởi vậy họ phải lên kế hoạch cài bẫy để cho các băng đảng xã hội đen sập bẫy và bị tiêu diệt Tại sao băng đảng Cộng sản đỏ mới lại không sử dụng băng đảng xã hội đen hiện tại vì chúng đã có nhiều kinh nghiệm và bám dễ sâu có thể khai thác ngay Thứ nhất, vì băng đảng xã hội đen hiện tại đã gây ra nhiều tội ác, gây ra nhiều bức xúc cho nhân dân. Nếu sử dụng tiếp thì băng đảng xã hội đỏ mới phải kế thừa các tội ác mà băng đảng xã hội đen đã gây ra trước đó quá nguy hiểm. Thứ hai, băng đảng xã hội đỏ trước đó đã nuôi béo băng đảng xã hội đen. Nuôi béo để làm thịt là ngôn ngữ của ngành công an ám chỉ nuôi tội phạm cho béo, cho nhiều chứng cứ tội phạm có nhiều tiền bạc rồi làm thịt để chiếm đoạt. Việc băng đảng xã hội đỏ nuôi băng đảng xã hội đen cho thật béo để cho băng đảng xã hội đỏ mới lên làm thịt thì không phải là nhất cử lưỡng tiện mà là tứ tiện. Thứ nhất là chiếm được một khoản tài sản lớn. Thứ hai là vừa mới nhậm chức đã lập được công với cấp trên. Thứ ba là thiết lập được trật tự mới cho đồng minh xã hội đen của mình. Thứ tư là lấy được lòng người dân và người dân bị lừa rồi chúng lại sớm cho ra băng đảng xã hội đen mới. Trong vụ của đường nhuệ này là một ví dụ. Sơ lược lại lịch sử của băng đảng xã hội đen, xã hội đỏ trước đây và băng nhóm của Năm Cam với băng đảng của công an thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là giám đốc Sở Bùi Quốc Huy trước khi bị bắt đã lên thiếu tướng thứ trưởng Bộ Công an. Gần đây nhất là vụ băng đảng xã hội đen, xã hội đỏ ở Đồng Nai và cầm đầu là đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, giám đốc Sở Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi giám đốc Huỳnh Tiến Mạnh bị mất chức thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm điều em vợ là Vũ Hồng Văn Tiếp quản chức giám đốc Đồng Nai là gõ cửa ngõ Sài Gòn Và vốn là địa bàn béo bở nhất cho công an phía Nam Nơi 100% xe cộ container phải qua lại Hoạt động kinh tế khu công nghiệp quán xá cờ bạc cho vay nặng lãi cầm đồ Và là các địa bàn tốt nhất cho công an kiếm ăn Huỳnh Tiến Mạnh bị đập ghế là chuyện bình thường Vũ Hồng Văn đã ra tay triệt hạ hầu hết các bằng nhóm xã hội đen cũ để thiết lập lên một đế chế mới ở Thái Bình hiện nay thì cũng đang xảy ra một chuyện tương tự giống như vụ ở Vũ Hồng Văn đang xử lý mà thôi vừa mới xử lý trong thời gian vừa qua và trở lại với câu chuyện của vợ chồng tay anh chị Đường Dương ở đất Thái Bình có thể thấy đây cũng là kịch bản rất gần và tương tự như ở vụ Đồng Nai đây là cặp vợ chồng từng có hơn 10 năm ở Nga, về nước năm 2008, ban đầu chỉ hoạt động trong mạng cho vay cầm đồ, đòi nợ và bảo kê. Sau khi có tiền, có quan hệ với xã hội đỏ, vợ chồng dương đường lấn sang hoạt động khác như vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, đấu thầu, dự án và nhà đất. Theo báo chí mô tả thì cặp vợ chồng này đích thị là trùm, là vua không ngai, là chủ chính thức của đất Thái Bình khi bao nhiều vụ phạm pháp, bao nhiêu đơn tố cáo, chúng đều bị chiêm xuông, thậm chí nạn nhân còn bị khởi tố, bị đánh vì đã dám tố cáo. Băng nhóm của Dương Đường có thể dung tung hoành được như vậy là nhờ các đời giám đốc công an tỉnh Thái Bình bảo kê từ năm 2008 đến năm 2019. Sau đối tượng này về Bộ Công an và cầm đầu nhiều cục, tổng cục ở đây, lợi dụng những quyền lực vô hạn đứng ngoài pháp luật của những kẻ đứng đầu Bộ Công an, Trần Văn Vệ cấu kết cùng với Nguyễn Xuân Phúc cho con gái lập nhiều cơ sở kinh tài để rửa tiền và kiếm tiền cho gia đình hắn. Một trong các cơ sở đó là trường mẫu giáo quốc tế Gate V nơi làm chết một bé 6 tuổi nhưng vệ Phúc cùng con cái không ai phải chịu trách nhiệm. Thứ hai là đại tá Trần Xuân Tuyết giám đốc công an tỉnh từ năm 2010 đến năm 2014. Thứ ba thứ ba từ năm 2014 đến năm 2016 thiếu tướng lê đình nhường một đối tượng phe ninh bình của cố chủ tịch nước trần đại quang về nắm đầu công an tỉnh thái bình sau khi trần đại quang lên chủ tịch thì nhường được trần đại quang đưa về trung ương nắm giữ chức vụ to hơn là phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội Thứ tư giai đoạn 2016 đến 2019, đại tá Nguyễn Văn Minh là giám đốc công an Thái Bình, sau đó Minh bị đẩy sang mảng cai tù và thượng tá Nguyễn Thành Trường, đàn em của bộ trưởng công an Tô Lâm về Thái Bình làm giám đốc. Dư luận giới thảo tin cho rằng những đối tượng từng cầm đầu công an Thái Bình đứng ra bảo kê chống lưng tạo dựng mối quan hệ để cho Dương Đường đi cướp rồi ăn chia gồm Trần Văn Vệ, Lê Đình Dương, Nguyễn Văn Minh tội ác và những bức xúc của băng nhóm xã hội đen đường dương gây ra cho người và doanh nghiệp của tỉnh thái bình quá lớn khiến cho tân giám đốc nguyễn thành tường phải ra tay tiêu diệt rồi sau đó sẽ bảo cho băng đạc mới mối quan hệ cộng sinh dựa vào nhau để cướp bóc giữa xã hội đen và xã hội đỏ là rất hiệu quả cứ nhìn vào kẻ xăm trổ hung hãn gây sự đánh người phá tài sản của dân khi có cưỡng chế cướp đất từ đảng và nhà nước là thấy các cuộc biểu tình của dân chống Formosa chống đặc khu luật an ninh mạng đóng góp của xã hội đen cho bọn xã hội đỏ là rất lớn ngược lại xã hội đỏ bảo kê chống lưng đưa dự án đưa sự việc chỉ chỗ cho xã hội đen kiếm ăn và sau đó thì cùng để kiếm ăn phi pháp để cưa thành quả đã cướp được nếu có liên quan đến vi phạm pháp luật xã hội đỏ sẽ đứng ra lo liệu và bỏ qua. Ai tiếp xúc nhiều với xã hội đen dưới thời xã hội chủ nghĩa đều nhận thấy là hiểu rõ mối quan hệ cộng sinh lẫn lộn giữa xã hội đỏ và xã hội đen. Quan hệ này vốn rất phức tạp, nhiều khê nhưng có thể hòa hợp ở chỗ chung lợi ích ăn chia và cướp bóc. Đôi lúc có những vụ xã hội đỏ hy sinh một vài đối tượng xã hội đen để lên sao lên gạch, để thành tích báo cáo và mị dân đây chỉ là hình thức bình mới rượu cũ chỉ là thay bằng nhóm này bằng bằng nhóm khác liên minh đỏ đen này bằng liên minh đỏ đen khác đây là mối quan hệ cộng sinh giữa cộng đỏ và cộng đen trong chế độ cộng sản sự tồn tại của mối quan hệ này sẽ kéo dài cùng với sự tồn trường tồn tồn tại lâu dài của chế độ cộng sản Việt Nam xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.